Vào đêm ngày 16 tháng 1 năm 2024, Pakistan đã phát hiện hệ thống radar mà mình phát triển sản xuất tại Trung Quốc trở nên vô hiệu trước cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Vụ việc khiến quân đội Pakistan thất vọng sâu sắc trước trang bị quân sự của đồng minh lâu năm là Trung Quốc. Mặc dù Pakistan trước đó đã mua lượng lớn vũ khí và giúp Trung Quốc sản xuất vũ khí để hỗ trợ Nga, nhưng chính quyền Trung Quốc đã không công khai bày tỏ sự ủng hộ Pakistan trong cuộc tấn công này. Ngoài ra, Trung Quốc cũng không lên án các cuộc tấn công của Iran và Iraq Điều này khiến liên đoàn Ả Rập cùng các nước hồi giáo Sunni tức giận. Họ đưa ra lời lên án mạnh mẽ hành động của Iran, trong khi Pakistan lại tung đòn phản công mạnh mẽ hơn nhắm vào Iran. Những diễn biến này có thể dẫn đến thất bại chung trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc ở Trung Đông, đặc biệt là những nỗ lực ngoại giao mang tính tích cực. Trong vụ tấn công tên lửa của Iran năm 2024, hệ thống phòng không HQ-9P và HQ-16 của Trung Quốc đã gặp phải kiểm nghiệm khắc nghiệt trong thực chiến tại khu vực của Trung đoàn Phòng không hạng trung số 127 Pakistan. Trong số các hệ thống này, hệ thống phòng không HQ-9, phiên bản mô phỏng của S-300 của Nga, được cho là có khả năng đánh chặn hiệu quả các mục tiêu trong phạm vi 200 km và HQ-16, tên lửa phòng không tầm trung và tầm ngắn, có khả năng đánh chặn hiệu quả các mục tiêu trong phạm vi 50 km. Tuy nhiên, Trước những thách thức thực sự trên chiến trường, các hệ thống radar và phòng không ở Trung Quốc tự nhận là tiên tiến này đã trở thành những thiết bị mù. Một người từng sửa lỗi hệ thống radar của Trung Quốc đã tiết lộ sự thật gây sốc trên một diễn đàn kỹ thuật, nói Hệ thống radar của Trung Quốc thường không thể phát hiện ngay cả những máy bay được nhìn thấy bằng mắt. Điều này trực tiếp cung cấp bằng chứng cho sự thiếu sót của Trung Quốc trong công nghệ radar và phòng không. Hơn nữa, Trung Quốc cũng mua các hệ thống phòng không S-400 từ Nga. Có thể thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ có nhẹ những thiếu sót trong công nghệ của mình, mà còn vì lợi ích, không ngần ngại bán những thiết bị quân sự đầy khiếm quyết cho đồng minh. Đây chắc chắn là sự phản bội lòng tin của các đồng minh Pakistan. Lẽ nào Pakistan không biết điều này? Rõ ràng, Pakistan chủ yếu mua vũ khí do Trung Quốc sản xuất vì giá thành rẻ và chất lượng tạm chấp nhận được của các thiết bị nhỏ như súng trường và súng phóng lựu. Tuy nhiên, ngay cả những vũ khí nhỏ này cũng gặp vấn đề trong cuộc tập trận bắn đạn thật của tên lửa chống tăng HG- 8 của Trung Quốc một số tên lửa đã bị chạch và không thể xuyên thủng mục tiêu. Theo một số cuộc điều tra của quân đội Pakistan, chất lượng đồ đạn và khiếm khuyết về cấu trúc tên lửa của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến độ ổn định khi bay, độ chính xác và khả năng sát thương của tên lửa. Không chỉ vậy, nhiều vấn đề cũng xuất hiện đối với các thiết bị lớn được nhập khẩu từ Trung Quốc như xe bọc thép, xe tăng, tàu chiến, máy bay chiến đấu và radar. Đặc biệt là xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 của Trung Quốc, một trong những trang bị chủ lực của quân đội Pakistan đã gặp nhiều sự cố do rỉ dầu nghiêm trọng như do dì dầu ở động cơ, ở bộ phận giảm sóc hộp số và toàn bộ hệ thống truyền động. Các bộ phận chính như động cơ, hộp số và bơm trợ lực lái đều có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Hơn nữa, tín hiệu từ hệ thống định vị bắt đầu của xe tăng VT4 còn bị mất sóng. Ngoài ra, súng máy phòng không trên xe cũng không dễ sử dụng. Sau khi sự cố phát sinh, tổng thầu tập tổ đoàn Norinco và các nhà thầu phụ đã để trách nhiệm lẫn nhau. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc vẫn sử dụng các thỏa thuận ngầm để khiến Pakistan cuối cùng chấp nhận những chiếc xe tăng này. Vậy vì sao xe tăng Trung Quốc sản xuất lại bị dò dì dầu? Nguyên nhân chính là bởi khi chính phủ Trung Quốc sản xuất khoang điện xe tăng, tuy tham khảo bản vẽ thiết kế của Đức nhưng do thiếu nguyên liệu và công nghệ chuyên nghiệp khiến chất lượng sản phẩm cuối cùng không đạt tiêu chuẩn thiết kế, làm vấn đề dò dì dầu càng trở nên nghiêm trọng. Các bộ phận chính của những chiếc xe tăng này được sản xuất tại Trung Quốc trong đó, nhà máy 616 ở Sơn Tây chịu trách nhiệm về động cơ, nhà máy 617 sản xuất vòng bi và khâu lắp ráp cuối cùng được thực hiện tại tập đoàn cơ giới nội mông cổ số 1. Sau đó, các bộ phận này sẽ được gửi đến Pakistan để lắp ráp trên các dây chuyền sản xuất xe tăng VT4 và xe tăng MBT 2000. Trung Quốc có thể sản xuất những bộ phận này phần lớn nhờ vào các thiết bị tiên tiến do Đức, Mỹ và Nhật Bản cung cấp trong vài thập niên qua những quốc gia vốn đã góp phần vào sự phát triển năng lực sản xuất thiết bị quân sự của Trung Quốc. Ngoài ra, sự hỗ trợ quân sự của Trung Quốc dành cho Pakistan cũng đã mở rộng sang lĩnh vực hải quân. Năm 2005, Trung Quốc và Pakistan đã ký thỏa thuận mua 4 tàu khu trục F-22P và tất cả các tàu này đã được giao vào năm 2013. Tuy nhiên, những tàu này đã bộc lộ một số vấn đề kỹ thuật trong hoạt động thực tế. Hải pháo 76mm thường gặp vấn đề kẹt đạn, hệ thống radar thường xuyên trục trặc, hệ thống phòng không và tên lửa chống hạm không thể khóa mục tiêu chính xác do vấn đề hình ảnh. Điều nghiêm trọng nhất là hệ thống động cơ đẩy của các khinh hạm này còn có những sai sót kỹ thuật nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu và khả năng dẫn đường của chúng. Ở lĩnh vực tác chiến trên không, tiêm kích GF-17 được Pakistan nhập khẩu từ Trung Quốc cũng gặp phải hàng loạt vấn đề kỹ thuật. Được chuyển giao từ năm 2007, hệ thống radar của các máy bay chiến đấu này Vốn sao chép từ radar N010 Sharky của Nga có phạm vi phát hiện và độ chính xác hạn chế, khiến chúng gặp bất lợi khi tác chiến trên không. Ngoài ra, hệ thống tác chiến điện tử trên không được sao chép từ model L150 Lira của Nga còn thiếu sót về hiệu năng và khó vận hành hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp. Trọng lượng lực đẩy của máy bay chiến đấu GF17 tương đối thấp, điều này ảnh hưởng đến khả năng cơ động của máy bay, đặc biệt là khi cận chiến. Vấn đề an toàn cũng rất nổi cộng. Với nhiều vụ tai nạn dẫn đến thương vong cho phi công. Không dừng lại ở đó, hệ thống điện tử hàng không của JF-17 ít có khả năng tích hợp, thao tác phức tạp, độ bền không chắc chắn và chi phí bảo trì cao. Các loại hệ thống vũ khí còn hạn chế làm giảm khả năng chiến đấu của chúng. Mặc dù không quân Pakistan đã đưa ra nhiều yêu cầu cải tiến đối với máy bay này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kế hoạch cải tiến cụ thể nào. Sự tích tụ của những vấn đề này làm nổi bật nguy cơ phụ thuộc quân sự của Pakistan và Trung Quốc và tác động tiềm tàng đối với hợp tác quân sự hai nước trong tương lai. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2022, kênh truyền thông cá nhân Loot Media tiết lộ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các nhà máy ở nước ngoài để sản xuất thiết bị quân sự bao gồm tên lửa, xe bọc thép, vân vân ở các quốc gia như Pakistan nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ. Những thiết bị này được bán cho Nga và các tổ chức khủng bố ở Trung Đông một báo cáo từ tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu Trung Quốc Norinco đã đề cập tới sự hợp tác của họ với Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Pakistan, được bắt đầu với dự án lắp ráp đạn pháo thông minh GS1 trị giá 2,86 triệu USD. Đạn pháo thông minh còn được gọi là đạn thứ cấp cảm biến dùng cho pháo 155mm là loại đạn công nghệ cao có thể tự động phát hiện điểm cuối của quỹ đạo đạn và phát nổ theo hướng của mục tiêu. Có thông tin cho rằng một lượng lớn loại đạn này được sử dụng trên chiến trường Nga-Ukraine thực chất là do Trung Quốc sản xuất. Các dự án Trung Quốc hợp tác với Pakistan còn có hệ thống tên lửa DK-10 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung do Norinco sản xuất. Các linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó gửi sang Pakistan để lắp ráp. Dựa theo khối lượng sản xuất khổng lồ của dây chuyền sản xuất, rõ ràng nó không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước của Pakistan mà còn được sử dụng trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Đây là hoạt động khai triển chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm ứng phó với những xung đột có thể xảy ra với Mỹ một mặt để bảo đảm đủ đạn dược và trang thiết bị khi kho vũ khí và các mục tiêu chiến lược bị tấn công. Đồng thời, các quốc gia khác mua vũ khí quân sự do Trung Quốc sản xuất cũng phát hiện ra vấn đề tương tự. Quân đội Myanmar đã mua loạt máy bay chiến đấu GF-17 do Trung Quốc và Pakistan cùng sản xuất. Lô sáu máy bay chiến đấu đầu tiên đã được ra vào năm 2018. Do hệ thống kiểm soát vũ khí phức tạp, việc tìm mua các bộ phận bị hạn chế và radar chưa đủ chuẩn xác khiến hầu hết các máy bay chiến đấu này đều bị bỏ rơi và ngừng hoạt động sau 4 năm sử dụng. Không quân Hoàng gia Jordan và không quân Bangladesh cũng phát hiện ra các vấn đề tương tự về chất lượng. So với Mỹ và Nga, Trung Quốc nhìn chung tụt hậu về động cơ máy móc, thiết bị điện tử và vật liệu tổ hợp khiến vũ khí sản xuất tại nước này có hiệu suất kém. Việc các nước như Pakistan, Bangladesh vẫn chọn mua vũ khí Trung Quốc chủ yếu là để duy trì quan hệ ngoại giao, một mặt khác là vì giá thành rẻ. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sử dụng hối lộ, đe dọa hoặc các biện pháp khác để kiểm soát các nhân vật chính trị quan trọng nhằm đạt được lợi ích từ nhiều quốc gia. Các công ty Trung Quốc tham gia vào các giao dịch như vậy bao gồm Tập đoàn Quốc phòng Nodinko, Doanh nghiệp về Kỹ thuật Hàng không và Quân sự Avic, Tập đoàn Đóng tàu CSSC, Tập đoàn Viễn thông Huawei, vân vân. Tất cả đều theo một mô hình hoạt động. Các nước như Pakistan, Myanmar, Thái Lan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Saudi, Angola và Kuwait đều phải đối mặt với những vấn đề này. Trong các thương vụ về vũ khí, người phụ trách dự án đã hợp tác với các đặc vụ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở địa phương nhằm gây ảnh hưởng và thao túng các chính trị gia hàng đầu của nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ, lợi dụng vợ hoa chồng của các quan chức để mở rộng ảnh hưởng, các đặc vụ trên các phương tiện truyền thông cũng phối hợp tuyên truyền, tạo dư luận để thúc đẩy việc thông qua dự luật mua sắm vũ khí. Ngoài ra, các đạo vụ của chính phủ trung quốc còn hợp tác với các nước láng giềng để tạo ra xung đột đồng thời thúc đẩy hơn nữa việc mua bán vũ khí nếu có quan chức hoặc chính trị gia ngăn cản kế hoạch này đảng cộng sản trung quốc sẽ dùng tài liệu thỏa hiệp hoặc các thủ đoạn khác để đối phó quân tiền dùng để hối lộ các quan chức tướng lĩnh được giữ bí mật nhằm bảo đảm lòng trung thành và mang lại sự an toàn cho con cháu các quan chức đối mặt với chất lượng vũ khí và những vụ thao túng các quan chức hàng đầu của pakistan Pakistan đã bắt đầu đánh giá lại hợp tác quân sự với Trung Quốc, đặc biệt sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Nhiều nhân viên chính phủ Afghanistan đã trốn sang Pakistan khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên công nhận chế độ Taliban. Những cựu quan chức Afghanistan này đã càng trở nên bất mãn. Bối cảnh chính trị của Pakistan đã thay đổi đáng kể trong năm 2022. Trong cuộc chiến Ukraine, mặc dù có quan điểm phù hợp với lập trường của Trung Quốc, nhưng chính trị nội bộ Pakistan lại trải qua tình trạng bạo lực bất ổn. Sau khi cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan bị quốc hội phế truất do bất ổn nội bộ, Tân thủ tướng Shehbaz lên nắm quyền đã nhanh chóng hàn gắn quan hệ với phương Tây và ủng hộ chủ quyền của Ukraine. Sau khi nhậm chức, ông đã tiến hành không kích ở Afghanistan, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ với chính sách của Mỹ. Đồng thời, những cá nhân Pakistan thu lợi từ việc hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị bắt vì tội tham nhũng. Hiện nay, người Afghanistan ở Pakistan đang chuẩn bị phản công với sự hỗ trợ của Mỹ. Tuy nhiên, điều kiện là Pakistan nhất định phải trở thành căn cứ để tấn công Iran. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2024, Iran đã tiến hành một cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào Pakistan với lý do chống khủng bố. Ngày hôm sau đó, Pakistan đã lập tức đáp trả mạnh mẽ và tấn công bằng tên lửa, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái vào 7 địa điểm ở Balochistan, đông nam Iran. Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan đã chỉ đạo các chuyến bay nội địa tránh không phận Iran và sử dụng hành lang hàng không qua Oman, khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang. Để trả đũa hơn nữa, Pakistan đã phát động một chiến dịch quân sự có mặt danh Mark Basmaja vào ngày 18 tháng 1 tấn công chính xác những nơi ẩn nấu bị nghi ngờ là khủng bố ở tỉnh Balochistan thuộc Iran, tiêu diệt nhiều kẻ khủng bố. Trong thời gian này, dư luận của Iran và Pakistan đã tố cáo lẫn nhau. Iran cho rằng cuộc tấn công vào pakistan là để tiêu diệt những kẻ khủng bố trong khi pakistan cũng lấy lý do tương tự để chống lại iran và nhấn mạnh rằng trong tuyên bố ngoại giao họ tôn trọng chủ quyền của iran những lời buộc tội đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước iran sau đó đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với pakistan ám chỉ thêm về hành động quân sự có thể xảy ra trong chuỗi sự kiện này với tư cách là đồng minh lâu dài của pakistan Trung Quốc đã không bày tỏ quan điểm của mình mà thay vào đó cố gắng thuyết phục Pakistan từ bỏ trả đũa. Bằng sự đáp trả không khoan nhượng, rõ ràng Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Quốc hội đã không tin vào sự thuyết phục của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cũng tận dụng cơ hội này để hoạt động toàn diện. Họ đã phát động một cuộc phản công mạnh mẽ hơn gấp 5 lần và ám sát một đại tá cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, thể hiện sự bất bình với chính quyền Trung Quốc và chuyển hướng theo Mỹ. Hiện nay, luôn có binh lính và máy bay chiến đấu bay dọc biên giới hai nước, báo hiệu chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sở diễn lãnh đạo Iran Ali Khamenei quyết định tấn công Pakistan và Iraq có thể là bởi sự bảo đảm trước đó của Trung Quốc trong việc kiểm soát Pakistan. Tuy nhiên, chiều hướng sự việc hoàn toàn không như những gì ông Khamenei dự đoán, dẫn đến sự hối hận của ông. Vấn đề mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không nhìn thấy là thế giới Hồi giáo chống Mỹ, chống phương Tây và chống chủ nghĩa tự do chủ yếu là giai cấp thống trị nhằm duy trì quyền kiểm soát các tín đồ, đều thực sự dẫn đến sự đoàn kết hoặc chia rẽ của các quốc gia Hồi giáo là bởi những tranh chấp giáo phái cổ hữu và những mâu thuẫn lịch sử sâu sắc trong thế giới Hồi giáo, chẳng hạn như tranh chấp giữa người Shia và người Sunni và sự thù địch lâu đời của người Ả Rập đối với người Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, sự khác biệt giữa người Shia và người Sunni bắt đầu từ vấn đề kế nhiệm lãnh đạo sau cái chết của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad vào năm 632 sau Công Nguyên sự bất đồng này và cuộc đấu tranh chính trị sau đó đã dẫn đến xung đột lâu dài giữa hai phe lớn ngoài ra cuộc chinh phục ba tư của đế quốc ả rập vào thế kỷ thứ bảy và sự cai trị lâu dài sau đó của đế quốc thổ nhĩ kỳ ottoman đối với khu vực ả rập đã làm sâu sắc thêm mối hận thù giữa các nhóm sắc tộc sau thế chiến thứ hai mỹ đã thiết lập một trật tự quốc tế dựa trên dân chủ và pháp quyền ở trung đông trật tự này ở một mức độ nhất định đã duy trì được sự cân bằng ở trung đông và tránh được những xung đột do phái quy mô lớn theo khuôn khổ này, hành động của Mỹ chống lại Iran chủ yếu là trừng phạt và tránh can thiệp quân sự trực tiếp. Cách tiếp cận này đã phần nào ngăn chặn xung đột các giao phái, thành nạn, diệt chủng toàn diện. So với trật tự của Mỹ, các chính sách của Trung Quốc trong khu vực đã bộc lộ những hạn chế rõ ràng. Vì để phản đối Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm gia tăng mâu thuẫn giữa người Hồi giáo Shia và Sunni ở Iran. Hiện Pakistan đã nhận rõ bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Iran. Trong tương lai, liên đoàn ả rập có thể áp dụng các biện pháp tẩy chay toàn diện chống lại chính phủ trung quốc giống như liên minh châu âu đồng thời thế giới tự do đang thực hiện một loạt những nhiệm vụ nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của trung quốc nga và iran những nhiệm vụ này bao gồm hỗ trợ bầu cử các chính trị gia cụ thể lật đổ chế độ của một số quốc gia gây ra xung đột khu vực vân vân tất cả đều nhằm kiểm soát và cân bằng ảnh hưởng của đảng cộng sản trung quốc trên trường quốc tế ví dụ chiến thắng bầu cử của ông lại thanh đức ở đài loan các hoạt động gây ảnh hưởng ở Serbia khiến Iran tiến hành các cuộc tấn công tên lửa hay cuộc phản công của Pakistan chống lại Iran đều là một phần của chiến lược này. Việc Nga xâm lược Ukraine làm Ukraine và Liên minh châu Âu nhìn rõ bộ mặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng khiến EU hoàn toàn thể trai Trung Quốc. Vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel khiến Israel nhìn rõ chính quyền Trung Quốc, khiến người Do Thái cũng có hành động chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc lý do khiến mỹ có thể áp dụng một chiến lược hiệu quả hơn ở trung đông là bởi mỹ là một quốc gia đa văn hóa với người dân thuộc mọi sắc tộc trong khi trung quốc là một quốc gia tương đối đồng nhất họ thiếu hiểu biết sâu sắc về trung đông mặc dù đã đào tạo các chuyên gia về tiếng ả rập tiếng thổ nhĩ kỳ và các ngoại ngữ khác rõ ràng so với mỹ sự hiểu biết và cách tiếp cận trung đông của trung quốc kém hơn dẫn đến chính sách đối ngoại của trung quốc đối với khu vực này thường xuyên thất bại